đồ chơi mới này. Hôm nay baby có bữa tiệc nên các bạn hãy giúp baby chọn quần áo nha. Wow, rất là nhiều, rất là nhiều quần áo nha. Bộ này cũng đẹp rồi nhưng mà các bạn hãy giúp mình chọn bộ khác nhé. Mình hãy thử bộ đầu tiên nha. Bộ váy màu vàng có hai cái dải. Bây giờ mình cởi áo ra nha. Mình sẽ cởi giúp baby ra nha. Phải quay đằng sau không xấu hổ quá. Rồi, mình mặc bộ váy màu vàng có hai cái dải vào nha. Màu vàng thì rất là tôn da nhé. Bộ này cũng rất là đẹp. Các bạn thấy thế nào? Rất tuyệt phải không? Nhưng mà cái dài này hơi dài thì phải. Quần áo khác nha. Bộ màu hồng cũng rất là đẹp. Rồi chúng ta cài vào nha. Chiếc váy này có vẻ hơi chặt với baby rồi. Lâu lắm rồi mình không mặc chiếc váy này. Chặt quá. Chiếc váy này rất xinh nhưng mà không vừa mất rồi. Các bạn giúp mình chọn chiếc váy khác nhé. Mình sợ như dự tiệc thế này thì sẽ tụt ra mất. Là tiếc. Mình sẽ thay chiếc váy kia nhé các bạn nhé. Rồi, một chiếc gầm ngắn.
Các bạn thấy thế nào? Váy này baby mặc cũng rất đẹp, nhưng mà phần ngực này có vẻ hơi rộng rồi. Lâu lắm rồi không mặc những chiếc váy này. Thật là tiếc. Mình sẽ thử nốt chiếc váy kia nhé các bạn. Chiếc váy màu tím và thêu những cánh lá và hoa, có bộ bông hoa đỏ trước ngực rất là đẹp. Mình sẽ mặc nốt chiếc váy đó các bạn nhé. Có vẻ chiếc váy này rất hợp với baby đó. Một bông hoa đỏ trước ngực rất là đẹp. Các bạn thấy thế nào? Màu tím. Mà chiếc váy này có vẻ trông rất là lịch sự phải không các bạn? Baby còn có một đôi guốc màu tím ở trên kia. Mình sẽ đi đôi guốc vào nhé. Rất hợp với cái váy này phải không các bạn? Chiếc bên phải tiếp chiếc bên trái. Còn bóp nữa chứ. Baby cũng có một chiếc bóp màu tím, rất hợp với bộ váy này phải không các bạn? Các bạn thấy thế nào, có được không? Rất hợp với baby phải không? Anh Ken đã đến đón mình rồi đó. Mình phải đi đây, không anh Ken đợi mình lâu nhé. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã giúp mình chọn được bộ đồ thật là tuyệt để đi dự tiệc. Tạm biệt các bạn nha. Thank you.